Mời các bạn cùng xem video hôm nay. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc hồn ma bà ngoại về thăm cháu. Vị trí đầu tiên, bóng đèn bí ẩn. Hai nhà điều tra Jordan và Johnny đến từ kênh YouTube Paranormist đã có mở ra một cuộc điều tra mới tại một con tàu đang bị bỏ hoang ở nhà ga Minnesota, Canada. Nhà ga này đã bị đóng cửa vào năm 1960. Cho đến năm 1980, có một người đàn ông khốn khổ tên là Dennis đã nằm chết trong khu nhà ga bỏ hoang này sau khi ông ấy uống quá nhiều rượu. Rùng rợn hơn là những người dân địa phương tin rằng oan hồn của ông Dennis vẫn bám lấy khu nhà ga này cho đến tận ngày nay. Bằng chứng là những lần họ đi qua và vô tình nhìn vào khu nhà ga này thì họ đã tận mắt nhìn thấy một cái bóng của một người đàn ông thoáng ẩn thoáng hiện sau những khung cửa sổ của nhà ga này. Những câu chuyện trên không ngờ lại là một liều thuốc gây tò mò cho hai nhà điều tra Jordan và Johnny. Khi hai anh đặt chân vào khuôn viên này thì cả hai đều có một cảm giác giống nhau, là dường như cả hai người đang bị theo dõi vậy. Trước khi đến đây, hai anh đã đặt ra mục đích rất rõ ràng, đó là tìm ra đáp án đang lẩn khuất đằng sau những câu chuyện ma mị kia. Nó phát ra từ trên lầu hả? Không, tôi nghĩ là bên ngoài. Nó giống như là một mảnh gỗ mục nát bị rơi từ mái nhà xuống vậy. Là chính anh đã làm đúng không, Dennis? Khi đó cả hai đều nghe thấy một tiếng động rất lớn phát ra, nhưng họ không biết nó phát ra từ đâu. Họ đoán có thể đó là một điều huyền bí, nhưng cũng có thể là do một vật gì đó đã rơi. Nhưng khi họ càng vào sâu bên trong hơn thì họ lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ mà họ không thể giải thích được. Giống như là tiếng kính bị vỡ. Lần này cả hai lại nghe thấy một âm thanh giống như là tiếng thủy tinh bị vỡ. Họ đã nhanh chóng chạy đi kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện được gì khác thường. Không lâu sau đó, cả hai lại nghe thấy một âm thanh đáng sợ hơn rất nhiều. Đó là tiếng bước chân. Mẹ kiếp, đó là tiếng bước chân đấy. Từ từ, khoan đã. Nó vẫn đang diễn ra đấy. Là anh phải không, Dennis? Dennis. Đó là một tiếng động lớn đấy. Tôi sẽ lên đó. Lúc này cả hai đều nghe thấy có những tiếng bước chân nghe rất rõ, đèn phát ra ngay ở trên đầu họ. Tuy nhiên khi hai người đi lên để kiểm tra thì lại không có ai ở đó cả. Nhưng hai anh đã chứng kiến một hiện tượng mà không thể coi đó là điều bình thường được. Giống như là đã có người đi lại ở đây. Nó nói cái gì vậy? Là phản ứng. Đó là tiếng gì vậy? Nó ngừng rồi. Cái nắm cửa đã rung lên một cách rất kỳ lạ. Nhưng khi Jordan tiến lại gần hơn thì nó lại im lìm, không rung lên nữa. Cả hai nhà điều tra quyết định ngồi tại đó và thực hiện một bài test. Lúc này Jordan che mắt lại và đeo tai nghe vào tai để anh có thể dễ dàng nghe thấy những âm thanh có thể sẽ phát ra từ chiếc máy do tần sóng âm. Trong khi đó thì Johnny đặt ra những câu hỏi cho linh hồn của Dennis. Sau khi đặt những câu hỏi thì cả hai anh đã nhận được những câu trả lời rất kỳ lạ. Nhưng sau đó, một sự kiện còn đáng sợ hơn rất nhiều đã xảy ra. Ở đây hả? Là anh đang ở đây hả, Dennis? Anh có thể tạo ra một tiếng động nữa được không? Hãy tạo ra một tiếng động một lần nữa nha, để cho chúng tôi biết là anh đang ở đó. Có một tiếng động ở đằng đó đấy.
Bạn thấy không? Một cái bóng kỳ lạ lờ mờ xuất hiện ngay ở khung cửa ra vào, giống như đó là cái bóng của một người, nhưng nó chỉ có một nửa thân trên mà thôi. Điều kỳ lạ là cái bóng chỉ xuất hiện một cách chậm rãi, nó từ từ hiện ra, cho đến khi Jordan xóa đèn về hướng đó, thì cái bóng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó Jordan và Johnny quyết định chơi cầu cờ để có thể kết nối với linh hồn của Dennis, bởi cả hai đoán rằng rất có thể linh hồn của Dennis đang lăng quẩn xung quanh họ, nhưng mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Hai cái chân của tôi, đèn rung lên đây này, nếu như anh có thể di chuyển cái này. Nó di chuyển nè, thật hả? Nó vẫn ở đó mà, so với ban đầu thì nó đã di chuyển một chút đấy. Sao vậy? Đèn bị tắt rồi. Sao tự nhiên lại tắt chứ? Là anh làm đúng không Dennis? Pin nó được sạc đầy rồi mà. Có thể là do hồn ma của Dennis làm đấy. Chạy thôi, ra ngoài ngay. Nhanh nào. Giống như là mọi thứ đang sụp đổ xuống vậy. Đột nhiên đèn của họ bị tắt đi một cách đột ngột. Mặc dù pin đã được sạc đầy đủ, đèn lại hoài không biết vì sao đèn lại tắt. Thì cả hai phải nhanh chân chạy ra ngoài để thoát thân, bởi tòa nhà khi đó như muốn đổ sụp xuống đầu họ vậy. Sau khi xem qua đoạn video này, có thể với nhiều người thì tất cả chỉ là một trò bịp, nhưng ngược lại với những ai đã từng chứng kiến và trở thành người trong cuộc thì họ mới thật sự tin vào những gì đã và đang xảy ra xung quanh họ. Và điều quan trọng là họ tin rằng đó không phải là sự trùng hợp, càng không phải là điều ngẫu nhiên. Nếu bạn muốn xem video chi tiết hơn về cuộc điều tra này thì bạn có thể tìm đến kênh YouTube Paranormal để xem nhé. Vị trí thứ hai, sinh vật phát sáng. Ngày 20 tháng 6 năm 2019, trên kênh YouTube Paranormal Blindness đã có chia sẻ một đoạn video rất kỳ dị trong chuyến đi khám phá một hang động cổ được cho là hàng triệu năm tuổi, nằm ở thị trấn Hellstead, nước Áo, và độ cao của hang động này là hơn 3.000 mét so với mặt nước biển. Sau khi cả hai người đặt chân vào hang động, họ bắt đầu ghi hình, đồng thời quan sát thật kỹ vẻ đẹp hùng vĩ của hang động này. Nhưng không lâu sau đó, họ đã nhìn thấy một thứ quái gở đang di chuyển ngay trên đầu họ. Cùng xem nhé. Có thứ gì đó đang bám trên vách núi. Có phải tôi đang thấy một con ma không? Lạy Chúa, đó là cái gì vậy? Anh có thấy thứ đó không? Lạy Chúa tôi, nó đang bám theo vách núi. Đáng sợ quá. Nó là một con ma. Lạy Chúa tôi, chắc nó ở đây hàng triệu năm rồi. Trong khi mình thực hiện video này và với cái nhìn đầu tiên thì mình đoán là sinh vật này là có thể nó là một con nhái hay là một con vật nào đó cùng dòng họ với loài ếch. Nhưng mình lại hoài nghi hơn, để mình nêu ra và các bạn cùng mình thảo luận nhé. Đầu tiên, trong dòng họ của nhà ếch có loài nào phát sáng như vậy không? Và điều tiếp theo, với khoảng cách đó thì nếu đó là ếch thì nó to cỡ nào? Chắc chắn sẽ rất to đúng không nào? Vậy rốt cuộc sinh vật này là gì? Nếu bạn có câu trả lời thì bạn cứ mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình dưới phần bình luận nha. Vị trí thứ ba, người bà về thăm cháu. Rich Kopman đến từ Hà Lan đã liên hệ với News Top 5 để kể về một câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong gia đình của anh ta. Những hoạt động kỳ lạ mà Rich không thể lý giải được. Anh kể rằng đứa con 5 tuổi của anh đã gặp những sự kiện thật sự khủng khiếp trong khi nó đang ngủ. Điều trùng hợp là những sự kiện kỳ lạ này xảy ra kể từ khi người bà của cậu bé mất đi. Đều như đếm, cứ giữa đêm là con trai anh sẽ bị đánh thức bởi một cái gì đó. Điều này đã khiến cho cậu con trai của Rich thật sự lo lắng và sợ hãi. Rich có hỏi con rằng tại sao lại thức vào nửa đêm như vậy, thì cậu bé trả lời con nghe thấy bà gọi con. Hiện tượng quái gì đó cứ lặp đi lặp lại nhiều đêm,
nên Rick đã quyết định đặt một camera an ninh bên trong phòng ngủ của con trai anh ấy. Thì camera đã thật sự bắt được một cái gì đó rất lạ. Khó mà có thể nhận ra chính xác đó là gì. Tất cả những gì mà chúng ta có thể thấy được là một đốm đen kỳ lạ, và nó đang di chuyển. Sau đó thì nó biến mất dọc theo giường của cậu bé. Để biết chính xác vật thể đen đó là gì, Rhys đã quyết định mua thêm một camera chất lượng cao hơn để nó có thể lấy nét rõ hơn. Và lần này hình ảnh mà camera đã bắt được thật sự rất rõ. Đó là một cái bóng kỳ lạ không thể giải thích được, dường như nó đang lao vào cậu bé trong lúc cậu bé đang ngủ say. Nhìn kỹ hơn thì thứ này dường như trong suốt. Điều đáng nói là nó đã tác động trực tiếp đến cậu bé. Như một phản ứng tự nhiên, cậu bé đã giơ tay lên trong lúc cậu đang ngủ rất say. Vào một đêm khác, Rick đã vào phòng con và nằm chung với con trai để giúp con yên tâm hơn trong khi ngủ. Đợi khi cậu bé ngủ say, anh mới lẻn ra ngoài. Thế nhưng sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cái quái gì vậy không biết? Cái áo người nhện của con. Thằng bé vẫn chưa ngủ hả? Con đã ngủ rồi. Nhưng sau đó thì... có bị giật mình. Đúng rồi, là do mẹ đánh rơi một cái gì đó thôi. Chuyện đó đã từng xảy ra ở đây rồi đúng không? Vâng ạ, quyển sách đã bị rơi. Đột nhiên một quyển sách trên kệ bị rơi xuống sàn, khiến cho hai cha con giật mình ngồi dậy. Khi đó mẹ cậu bé cũng chạy vào xem hai cha con có ổn không. Cả hai vợ chồng thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà của họ. Mình nghĩ là không riêng gì gia đình của Rhys, mà bất cứ gia đình nào trong trường hợp này cũng phải lo ngại như họ thôi. Vị trí thứ tư, quái vật dưới cầu. Một kênh YouTube có tên là Brad Clip Studio đã có chia sẻ một đoạn clip rất kỳ lạ. Trong khi người này đang quay một cung đường đẹp ở thủ đô Urene, thì vô tình camera của người này bắt được một sinh vật đang bám lấy và di chuyển dưới thành cầu. Sinh vật kỳ lạ này đang cố leo xuống gầm cầu, cao khoảng 50 mét. Không chắc chắn đây là một người nào đó, hay đó là một sinh vật biến đổi gen. Nhưng có một điều là thứ này trông không khác gì các sinh vật trong các phòng thí nghiệm của những bộ phim kinh dị viễn tưởng. Chỉ khác một điều là nó đã xảy ra ngoài đời thực. Vị trí thứ 5, người phụ nữ bí ẩn. Một người dùng TikTok có tên là Nineleton đã có chia sẻ một đoạn clip cực kỳ rùng rợn về đứa cháu trai của cô ấy lên trang TikTok cá nhân của cô. Trong đoạn clip,
cậu bé đã phát hiện ra chiếc camera giám sát đang được đặt cẩn thận trong phòng ngủ của mình. Mục đích của chiếc camera này là bảo đảm và theo dõi mọi hoạt động của cậu bé. Thế nhưng đã có một sự xuất hiện của một thứ khiến cho ai xem qua cũng phải dựng tóc gáy. Đã có một khuôn mặt biến dạng xuất hiện ở góc phải camera. Rõ ràng, đó là khuôn mặt của một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào camera. Nina cho biết, vào thời điểm đó, chỉ có duy nhất một mình cháu trai của cô là đang ở trong căn phòng đó mà thôi. Thành thật mà nói, trong quá trình thực hiện video này, hình ảnh kia cũng làm mình giật bắn cả người khi lần đầu tiên mình nhìn thấy. Cho dù đoạn clip này có là thật hay là giả, thì nó cũng thật sự đáng sợ, đúng không các bạn? Video tiếp theo này được chia sẻ bởi người dùng TikTok có tên là Mọc7275C. Anh nói rằng anh có mua một chiếc nhẫn, nhưng có lẽ chiếc nhẫn này đã bị ám. Bởi sau khi mua và mang nó về nhà, thì trong ngôi nhà của anh cũng bắt đầu xảy ra những hiện tượng rất kỳ lạ. Tôi đã nghe thấy một tiếng động ở dưới này, và khi tôi đi xuống thì tôi nhìn thấy cái ghế của tôi nó đang đung đưa. Cánh cửa ra vào bắt đầu rung chuyển, thậm chí khi về đêm còn xuất hiện một giọng nói kỳ lạ, nhưng anh ta không thể xác định nó phát ra từ đâu. Vào một đêm nọ, anh lại nghe thấy những tiếng lạch cạch. Khi anh đi kiểm tra thì anh lại thấy chiếc ghế bập bênh của anh đang tự đung đưa qua lại rất ma quái. Người dùng Mọc7275C thường xuyên cập nhật những trải nghiệm ma quái của mình lên trang cá nhân. Vào một đêm khác, trong lúc anh ta đang quay video thì vô tình camera của anh lại bắt được một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ. Tôi đi vào, rồi tôi đi ra. Tối nay chiếc xe của tôi không được ổn cho lắm, còn tôi thì có cảm giác không được tốt. Bạn thấy chứ? Khi đó anh ta không biết rằng trong bóng tối phía sau lưng anh ta đã xuất hiện một cái bóng đèn như đốt. Nó đèn đứng đó và nhìn thẳng về hướng của anh ấy. Trong video khác của người dùng Mọc7275C, anh ta đã nói rằng tôi thật sự không biết điều gì đang xảy ra bên trong ngôi nhà của tôi nữa. Và cũng kể từ khi anh nhận thấy cái bóng đèn ma quái kia, anh không còn dám ở nhà một mình vào ban đêm nữa. Và đó là toàn bộ video hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy thích hoặc muốn theo dõi những video mới nhất từ kênh thì bạn hãy subscribe hoặc là đăng ký kênh nhé. Và nhớ là bấm vào cái chuông nữa để khi có clip mới nó sẽ báo cho bạn biết nhé. Còn bây giờ, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Xin thân ái kính chào tất cả các bạn. Video được thực hiện bởi bạn của Dám Xem.